Chào mừng các bạn trở lại với clip hướng dẫn lập trình C căn bản. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn một chút về hằng số trong ngôn ngữ C. Ok, những cái điều cơ bản nhất về hằng số. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về hằng là cái gì? Hằng tức là cái giá trị mà chương trình không có nhu cầu thay đổi trong suốt quá trình chương trình chạy. Tiếp theo, một cái hằng số thì nó có thể là một cái giá trị ở một cái kiểu dữ liệu bất kỳ, ví dụ như kiểu nguyên, kiểu float, double, char, vân vân. Ngoài ra chúng ta còn có cả hằng liệt kê nữa. Một hằng số thì cũng chúng ta cũng coi nó như một cái biến bình thường, ngoại trừ cái việc là giá trị của nó đã được xác định ngay từ khi nó được khai báo và chúng ta sẽ không thể thay đổi được trong chương trình. Có mấy cái kiểu hằng như thế này, hằng kiểu integer rất là dễ. Cái này chỉ là mình cho ở đây để minh họa thôi. Chứ còn thực ra các bạn chỉ cần biết là gán nó là một cái số integer xong. Hằng kiểu floating point cũng tương tự, đây là mình cũng lấy ra để minh họa thôi. Tiếp theo, hằng kiểu ký tự, tức là một cái ký tự được ghi trong cặp dấu nháy đơn này này, thì nó là một cái hằng ký tự và nó sẽ được lưu trong một cái biến kiểu tra. Và ở đây có một số lưu ý, đó là một số ký tự, hằng ký tự đặc biệt ấy, thì nó dùng cho một số chức năng riêng biệt và đã được định nghĩa sẵn. Ví dụ sược tab, khi mà gặp sược tab ở trong chương trình thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ tạo ra một cái dấu tab ngay từ sau cái vị trí cái tab, cái sược tab này xuất hiện. Sược n tức là chúng ta sẽ tạo ra một cái thông tin số một cái dòng mới. Ok, tức là tạo ra một cái dòng mới. Thì điều này thì chúng ta đã làm ngay từ những cái chương trình đầu tiên rồi. Sược a tức là tạo ra một cái tiếng beep cảnh báo hay một cái tiếng chuông. Sược hai cái tức là tạo ra một cái dấu sược. Tiếp theo là sược phẩy, ok, sược hỏi, vân vân. Sược b tức là backspace, nó tương đương với backspace nhưng mà nó chỉ có tác dụng là xóa một ký tự cuối cùng thôi. Sược v tức là tạo ra cái tab đứng. Và cái hàng cuối cùng ở đây mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là hàng chuỗi. Thì hàng chuỗi thì rất quen thuộc với chúng ta và ngay từ đầu thì chúng ta đã có hàng chuỗi rồi. Tức là chúng ta xuất ra màn hình ấy, thì đấy coi là một cái chuỗi. Thì chúng ta cũng có thể coi nó là một cái chuỗi hàng, tức là chúng ta định nghĩa nó trong cái ngoặc, cái dấu nháy kép này này. Đây, ví dụ như một cái thành phần như thế này thì cũng gọi là một cái hàng chuỗi vì chúng ta bê nguyên nó vứt ra màn hình thôi. Ok. Về định nghĩa hằng và sử dụng thì chúng ta sẽ có hai cách để định nghĩa hằng số, đó là dùng define và constant. Ok. Người ta sẽ khuyến khích đặt tên hằng bằng chữ in hoa hoàn toàn để phân biệt nó với cái biến bình thường. Và chúng ta sẽ phân tích một số cái ví dụ đằng sau này để hiểu rõ hơn về cái cách khai báo, định nghĩa và sử dụng cái hằng số. Đối với define thì chúng ta khai báo ngay đằng sau khi chúng ta khai báo thư viện. Ok. Tức là trước hàm main thì chúng ta define ra ngoài. Define max này. Define tên hằng, giá trị của hằng. Ok. Thì chỗ này không cần dấu chấm phẩy đâu. Define thì không cần dấu chấm phẩy. Không cần dấu gán. Tức là define cách min cách giá trị. Tổng quát là define cách tên của hằng, cách giá trị hằng. Hết. Còn cách thứ hai tức là chúng ta sẽ sử dụng const. Thì cái gian cái kiểu này chúng ta có thể khai báo bên trong và bên ngoài hàm main đều được hết. Cú pháp tổng quát đó là constant. Kiểu dữ liệu tên hằng và gán giá trị chấm phẩy hết. Đây, tức là giả sử mình khai báo ra một cái hằng kiểu tra thì nó là const cách tra cách tên hằng là beo cách cái cho dấu bằng, đằng sau dấu bằng là một cái hằng ký tự mà chúng ta cần gán, sau đó cuối cùng đừng quên là chấm phẩy. Ok. Và nhưng mà trên này khác biệt mỗi là không có dấu chấm phẩy và cái thằng define này thường người ta sẽ khai báo ở bên ngoài hàm main. Còn cái thằng constant này này thì chúng ta sẽ có thể khai báo ở trong hoặc ngoài tùy ý các bạn. Chúng ta sẽ vào chương trình để minh họa rõ hơn cái điều này. Tất nhiên là khi mà khai báo một cái hằng thì nó sẽ có tác dụng là lưu giữ một cái giá trị để dùng trong suốt chương trình thôi.
nó cũng không có gì nguy hiểm cả. Giả sử mình tạo ra một cái biến define max, ok, max này 500 này. Tiếp theo là mình cũng define đeo đi. Và mình gán cho nó là cái này. Mình define cái nữa. Define đây là min bằng từ 10,3 e 5 đi. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng công tăng kiểm tra TAB tab sẽ gán bằng cái tự tab, ok. Tiếp theo là mình sẽ khai báo một cái kiểu float đi. Cái này là sẽ bằng pi đi, thôi chúng ta làm cái pi, pi sẽ bằng 3,14152 hai. Tiếp theo là một cái ký tự đi, a tự c gán bằng c lớn, thì cái này là c lớn này. Ở trong này mình thay đổi giá trị của max cho sao, max thì mình gán bằng 600. Mình sẽ tạo ra một cái constant ở trong này, có kiểu này là kiểu double la 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 đi, thì bằng 1,23 gì đấy. Giờ chúng ta sẽ xuất ra, ok, chúng ta sẽ print f. Đầu tiên là chúng ta xuất ra max, thì nó là thường nó, cái này có thể coi là phần trăm d, cái này là max, và cái cuối cùng đây là max, ok. Tương tự thế này thì mình sẽ print ra cái số này là min, cái định dạng kiểu này là float nên là phần trăm f, phần trăm f đây là min, ok. Tiếp theo này chúng ta sẽ print tạo ra một cái yếu tab, thì cái này là chúng ta in ra phần trăm, đây là t, cái này là tab TAB, ok. Đây chúng ta sẽ print ra pi, print ra phần trăm pi, đây là phần trăm f. Và cuối cùng chúng ta sẽ in ra cái ký tự. Đây là một cái hàng ký tự tạo ra một cái new line này. Ký tự là phần trăm c c, ok. Bây giờ mình sẽ lưu và chạy chương trình đây, tức là một cái hàng mà chúng ta đã khai báo ở trên này rồi thì chúng ta sẽ không được phép định nghĩa lại nó lần nào nữa và cũng không thay đổi giá trị, nên là chúng ta khai báo gán lại giá trị cho nó là cái gì sẽ báo lỗi. Ở đây define thì đằng sau define nó sẽ không có gán, nên là chúng ta sẽ bỏ ngoài, bỏ nó đi. Min print f, cái này mình gõ bị nhầm đây, đó là một cái số lỗi cơ bản mà chúng ta thường hay gặp. Còn bây giờ mình sẽ xuất ra này, đây đây là những cái hàng mà chúng ta có thể xuất nó ra màn hình, ok. Thì chỗ này nó dày dít vào nhau như này thì chúng ta có thể cho nó một cái dấu tab, chỗ này dấu tab ở đây rồi thì chúng ta xuống dòng đi, xuống dòng xong rồi, rồi chỗ này cũng cho nó xuống dòng đi, sau đó là neo chúng ta print ra. Phần trăm C
Đây chính là bell. Cái bell ở trong này và bell trong này hoàn toàn khác nhau nhá. Bell ở đây là thằng, còn bell ở đây chính là cái chúng ta cái tên ta xuất ra màn hình thôi, chứ nó không có chức năng gì hết. Tức là Windows nó vừa mới kêu cho cái, tức là cái thằng này này nó sẽ tạo ra một cái tiếng kêu khi mà chương trình chạy. Ok, vâng, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua cái hằng và cách sử dụng của nó như thế nào, tức là tạo ra một cái giá trị để sử dụng suốt trong chương trình và sẽ không bị thay đổi cho dù chương trình từ đầu đến cuối. Và trong clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác về nhập suất cơ bản, sau đó là chúng ta sẽ vào cái nội dung chính của chúng ta. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.